bóng đá U23 châu Á AFC trực tiếp, trọn vẹn trên các nền tảng của FPT Play. Và như vậy là hiệp một trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đã được bắt đầu. Ở trong 45 phút thi đấu đầu tiên thì đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta sẽ bảo vệ khung thành bên phía trái màn hình của quý vị. Treo bóng khá nguy hiểm, dứt điểm. Đó là tình huống lăn xả của các trung vệ U23 Việt Nam, được ngồi lên bằng ghế dự bị. Đó là ngôi sao đang thi đấu tại La Liga, Lee Kang-in. Đó là Hồng Yong Sok, cầu thủ đang thi đấu tại Áo cho câu lạc bộ Lasker. Và cùng với đó là tiền đạo số 9 Oh Se-hun, người đã thi đấu tại giải đấu U23 châu Á năm 2020. Đang có một cầu thủ của U23 Việt Nam bị đau, và đó là Lý Công Hoàng Anh, người vừa mới trở lại sau chấn thương. Một tình huống tranh chấp rất quyết liệt của cầu thủ mang áo số 22. Lương Duy Cường. Và xử lý lỗi của Lương Duy Cường. Cơ hội dành cho U23 Hàn Quốc. Dứt điểm. Bóng đập cột dọc. Rất may mắn cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đó là một tình huống mà Lương Duy Cường để mất bóng nguy hiểm ở khu vực giữa sân. Có quá nhiều nhịp xử lý lỗi đến từ Lương Duy Cường. Và phải dành một lời khen dành cho Thanh Bình. Tình huống lăn xả kịp thời của Thanh Bình đã cứu cho U23 Việt Nam khỏi bàn thua trông thấy với cơ hội đối mặt với khung thành của Park Yong Jin. Một tình huống chuyền bóng tốt của trung vệ bên phía đội tuyển U23 Việt Nam. Vẫn là một tình huống cố định và chúng ta phải thực sự tập trung. Các cầu thủ cao nhất của Hàn Quốc đã xuất hiện. Tình huống bật rất cao, nhưng lại là một tình huống can thiệp chính xác nữa của Thanh Bình. Thanh Bình đánh dấu ngày trở lại với những tình huống cắt bóng rất chính xác. Và tiếp tục đến lượt người đồng đội Lý Công Hoàng Anh. Sự trở lại của Thanh Bình là vô cùng cần thiết trong ngày hôm nay, và cả Lý Công Hoàng Anh nữa. Thì Tiến Long còn có thể đá ở vị trí tiền vệ trụ. Thấy cao thủ Hàn Quốc nguy hiểm như thế nào ở tình huống cố định. Điều of a match that is very tight and still very unpredictable, albeit with Korea Republic looking more likely to take the lead. On great block from Tin Long. Để chúng ta có một nhịp độ chơi hợp lý hơn. Nguy hiểm quá. Rất nguy hiểm. Không vào! Quá tuyệt vời Thanh Bình ơi. Đó là những sự trở lại quá quý báu đến từ Thanh Bình, đến từ những cầu thủ quan trọng của đội tuyển U23 Việt Nam. Thanh Bình đã để cho đối phương liên tục có những tình huống đảo bóng, lắc người. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.